Mến chào các bạn nha, rất vui gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Bữa nay thì tiếp tục mình sẽ quay cống bảy cửa cho mọi người cùng xem nha. Đây hiện tại thì có một chiếc ghe rất là khổng đang đi nước ngược nha các bạn. Anh này công anh xây cái hoa lăng quá trời luôn rồi. Trời ơi, cái ghe này phải nói là khổng nhất nha. Đây hiện tại thì anh đang canh cái vô cái cửa nào cho an toàn nha các bạn. Chưa vô cửa nữa mình thấy anh đảo quá trời luôn các bạn. Hôm nay thì cống bảy cửa mở không có theo giờ nha các bạn, mở tuần luôn, nhưng mà anh nào thích đi giờ nào thì đi nha, canh canh con nước mà an toàn thì có thể qua nha các bạn. Trời ơi, cái chót mũi phía trước nó còn có chút xíu rồi chàng. Rồi anh đang đưa cái mũi ra phía bên ngoài các bạn ơi, hình như là anh đang quan sát rất là kỹ nha. Đây cái phần trước mũi nè, quá còn cái chớp đỏ đỏ trên không à. Đang canh. Thì bây giờ thì anh quyết định anh lên nha các bạn. Khi mà anh lên nước ngược như thế này thì nước nó đổ lên rất là dữ nha, đổ xuống cái mũi kìa cô kìa. Trời ơi, sao thấy ớn quá vậy chàng. Wow, anh đang dùng hết công lực của mình để mà vượt qua cái cống này nha. Bữa nay nước đổ cũng rất là mạnh nha các bạn. Rồi rồi, lúc cái mũi luôn rồi. Quá wow, trời ơi, kìa kìa kìa, rồi lúc rồi. Anh chạy hồi hộp thiệt chứ. Rồi anh càng tăng tốc thì cái mũi nó càng lúc xuống các bạn, thật sự rất là hồi hộp nha. Đây bây giờ anh đã bước vào khu vực cống rồi nha. Quá wow, cái máy nó gồng cũng muốn hết ga các bạn, ga có đen luôn kìa, quá dữ rồi. Trời ơi, sao mình cảm giác như là anh đang yếu dần nha các bạn. Thì lên tới chỗ này mới gọi là quan trọng, là khi mà qua hết chỗ này thì sẽ không còn bị chịu cái lực hút của nước nữa nha. Rồi rồi, dính đây luôn rồi. Xiết lên anh ơi. Quá wow, nước nó đang đổ nước ngược nha. Rồi anh đang từ từ tuột xuống rồi đây các bạn. Phải nói là những cái pha mà bị cống mà nước ngược như thế này thì rất là hồi hộp nha. Wow, anh đang tuột xuống các bạn, lên mạnh tốc độ vượt qua luôn thì nó dễ, còn mà tuột xuống thì nó khó nha. Đặc biệt là có một số anh em xà lan hoặc là ghe đi phía sau mình thì phải né rất là nhiều nha các bạn. Rồi bây giờ anh đang từ từ tuột xuống nha. Khi mà tuột xuống như thế này thì mình nghe tiếng động cơ, anh cũng đang tăng nhẹ ga để mà chịu lại cái lực tuột xuống nha các bạn, để mà lái cho chiếc ghe của mình nó được ngay. Trời ơi, quá trời rồi, cái mũi nha. Rồi bây giờ ra phía bên ngoài để mà đợi một tí nữa, nước nó đang yếu dần nha các bạn, lát nữa thì lên thì nó ok hơn nha. Anh em vượt cống là rất là hồi hộp nè. Trời ơi, ra tới đây vẫn còn đảo nha. Anh này anh quá trời chở luôn rồi. Rồi qua bên kia xíu nữa mình sẽ bắt đầu, mình sẽ xem anh vượt cống lần hai nha. Anh đang núp ở phía bên này các bạn. Bữa nay cống bảy cửa mở hai cửa nha. Bình thường như mấy bữa trước thì bảy cửa mở năm cửa các bạn. Rồi bây giờ thì tranh thủ thời gian anh kia chờ đợi nước yếu dần thì bây giờ anh này anh tăng tốc để mà đi lên trước nha. Quá wow, con thuyền này nó cũng khá là kịch tính nha các bạn. Trời ơi kìa, quá dữ rồi. Máy là cũng khỏe nha, dù là hơi nhỏ nhưng mà cũng rất là khỏe nha. Rồi ok, lên tới đây rồi thì rất là khỏe rồi. Rồi coi anh lại rồi.
Đây, sau một hồi chờ đợi thì bây giờ anh tài công anh quyết định anh sẽ tăng tốc lên lần hai nha. Đây, anh càng tăng tốc thì cái mũi nó càng lốc xuống nha các bạn, nước nó đổ nước ngược nha. Anh bắt chớn từ rất là xa đây các bạn. Rồi dưới luôn anh ơi, lên luôn. Wow, đây đây là cái chỗ lúc nãy anh tụt xuống nha, bây giờ anh bắt đầu anh vượt qua từ từ được rồi nè. Rồi lên luôn, lên luôn. Hết ga luôn, rồi ok. Quá khỏe luôn rồi các bạn. Sau hai lần vượt cống thì lần thứ hai thành công nha. Đây, chúc anh luôn thành công trên mọi nẻo đường nha.